bạn có biết cái tin chấn động nhất của ngày hôm nay đó chính là gì không? Đó chính là Roblox đã hết lỗi rồi. Hả? Cái gì? Hết lỗi? Ủa nó xạo đúng không? Đâu có nói xạo đâu. Bây giờ để tôi vào thử game cho bà coi nha. Đâu, đây nè. Đây nè, đó đi chưa? Ủa? Mình đã vào được giao diện của game Roblox rồi nè các bạn ơi. Wow. Yeah. Mình nghĩ rằng là đây chính là cái tin chấn động nhất của ngày hôm nay luôn. Không biết là mọi người đã hết lỗi chưa ta, chứ còn tôi là đã hết lỗi rồi đó. Để biết xem tình hình như thế nào á thì trước cái video này thì các bạn đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like. Và các bạn có 3 giây thực hiện điều này. 3, 2, 1. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào? Let's go. Ok các bạn ơi, và như các bạn có thể thấy được đó là hiện tại là mình đã vào được bên trong Roblox rồi. Yeah. Trời ơi, tự nhiên sau một cái bao nhiêu tuần mà nó bị lỗi, tự nhiên một buổi sáng mình vào lại và mình chợt nhận ra là nó đã vào lại được game rồi các bạn ơi. Đây là một cái điều gọi là kỳ tích. Nói chung là mình Kai đã hết bị lỗi rồi đó. Kai đã có thể gọi là chơi lại Roblox như một cách gọi là bình thường các bạn à. Không còn bị lỗi gì nữa. Trời ơi, thật là. Nói chung là mấy ngày trước là Kai khóc từ quá trời luôn các bạn. Thì sao Roblox của Silver sao vào được của tôi không được? Trời ơi, để mà có thể mà vô được Roblox á là mình đã phải gọi là sử dụng rất là nhiều cách các bạn à. Nhưng mà lần này á là mình đã thực sự là vào được bên trong Roblox rồi nha. Và mình không hề sử dụng một cái phần mềm gì cả. Nếu mà bạn nào mình không biết là đây có phải là một cái tín hiệu là Roblox hết lỗi hay chưa, hay là do Kai may mắn ta? Suy nghĩ là Roblox sắp trở về Việt Nam rồi đó. Roblox là bây giờ là sắp trở về đó các bạn à. Có nghĩa là nói chung là mình cũng không biết cái này là do mình may mắn hay không nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà cũng đã vào được bên trong game Minecraft, game Roblox, trời nhiều khi tôi bị nói lộn mấy bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà đã vào được bên trong game Roblox rồi thì đừng quên là bình luận bên dưới cho mình biết nha, để xem coi là bạn đã vào được game hay chưa nha. Và bây giờ để Kai coi là bên trong đây của chúng ta là nó đã giao diện đã bình thường chưa. Ôi trời, cái thấy nó loát đúng nhanh luôn nha. Mọi thứ là trở lại gọi là y đầu rồi đó. Bấm vô avatar nè, sau đó là bấm vô tùy chỉnh nè, thay đồ được rồi. Thay được rồi nè, nhanh thực sự các bạn ơi. Trời ơi, vậy là bây giờ là game của chúng ta thực sự là hết lỗi rồi. Yeah. Hết lỗi rồi. Trời ơi, bấm vô phụ kiện được coi rồi. Nói chung là mọi thứ cũng đã gọi là chúng ta trở lại như cũ rồi đó. Trời ơi, được trở về bình thường rồi các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã có thể gọi là quay video một cách thoải mái cho các bạn coi rồi. Nhưng mà để xem coi là nó có bình thường hay không, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là test cái gọi là cái cách mà nó vô game coi có nhanh hay không nha. Mình đang vào một cái game gọi là vào thành cái phố luôn nè. Trời ơi, vô cái là vô liền luôn nha. À không có gì đâu các bạn ơi. Trời ơi, vô cái là vô liền luôn nè các bạn. Đó, vậy chứng tỏ là bây giờ là tôi hết lỗi nha. Rồi bây giờ mình ứng vô thử mấy cái này coi. Vô coi. Trời ơi, game của chúng ta là nó thao tác. Nhớ là thường thường là Kai một lần mở một thế giới hoặc là tạo một cái nhân vật là phải tạo mất một tiền các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, nếu mà bạn nào mà không biết á là trong thời gian vừa qua để mà mình có thể quay được video cho các bạn xem là mình phải mất từ 1 tới 2 tiếng mới có thể vào được bên trong game để quay á. Cho nên là cái việc mà quay clip đối với mình nó rất là cực khổ luôn, nhưng mà có vẻ như là cái ngày hôm nay là Kai thấy là mọi thứ nó cũng bình thường hơn xíu rồi đó. Nó cũng quay trở lại rồi đó các bạn ơi. Game này của chúng ta thì vô được bình thường. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thử cái game xe đạp này đi. Đó, vô thử cái game này coi nha. Xe đạp á hả? Hình như là cái là nó nhanh hơn bình thường luôn hay sao á. Tính ra là hồi đấy thật ra mình vẫn vào được Roblox, nhưng mình có cái là mình bị đợi mất tầm 5 phút á. Ủa? Ê, cái này là do mình lỗi nhân vật hay là game nó vẫn còn lỗi vậy ta? Nghĩ chắc là game nó chưa hoàn thành á. Hình như là game nó vẫn chưa khắc phục được lỗi 100% các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ còn đội lên cái đầu luôn chứ thiệt, quải cái trưởng luôn chứ. Trời ơi, cái quần rồi cái skin của tôi là nó bị đội lên đây luôn rồi nè. Trời ơi, nói chung là nó cũng chưa có khắc phục được 100% đâu các bạn ơi. Nhưng mà đại lại là bây giờ là mình thấy là thông tin mà Roblox sắp trở lại là nó cũng đã được gọi là nhiều người rất là biết rồi đúng không? Đó. Và bây giờ là tới tôi, trời ơi, tôi cũng đã vô được game rồi, quá là mừng luôn. Rồi mà bây giờ tính ra nha, Kai hơi chậm với Sim nên thật ra xin spoil cho Kai một cái, thực ra là Sim đã vào Roblox ở chỗ này chắc phải cỡ 3 ngày trước rồi. Hả? Là sao? Là Sim vô lại bình thường rồi hả? Rồi đó, Sim vào 3 ngày trước, còn sau 3 ngày Kai mới vào được các bạn ơi. Wow, trời ơi. Vậy là có nghĩa là bây giờ nếu mà bạn nào mà vẫn đang bị lỗi á thì các bạn cứ yên tâm nha, bởi vì á là thời gian sắp tới thôi là chắc chắn game nó sẽ hết lỗi nha các bạn. Mà còn các bạn sao ta, có bạn nào hiện tại đã vào được thì đừng quên bình luận phía dưới cho mình tụi mình biết nha. Còn bạn nào chưa vào được thì cũng đừng quên bình luận phía dưới tụi mình biết luôn nha, để tụi mình xem thử xem có bao nhiêu bạn vào được nha. Đúng rồi đó,
nếu mà bạn nào mà chưa vào được thì các bạn cứ yên tâm đi, bởi vì cái tin rằng á là thời gian sắp tới chắc chắn là các bạn sẽ hết lỗi thôi. Đúng bởi rồi. Vì bây giờ mình là cái người lỗi hơi bị nặng luôn á, bởi vì là mình không thể nào mà quay clip cho các bạn coi được, mình rất là khó khăn mới quay được luôn. Nhưng mà hôm nay mình cũng mình cũng đã vào được rồi. Đó, vô được rồi đó các bạn à. Đó, cho nên là bây giờ mừng lắm, mừng lắm. Ê, mà bây giờ tiện thể là bây giờ mình vô game rồi, bây giờ Kai nghĩ là chúng ta gọi là chơi thử một cái map đi. Map hả? Ủa, đúng map rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử một cái map để xem coi là khi mà game hết lỗi của mình rồi á thì mình chơi game nó sẽ như thế nào nha. Ok. Let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ là bọn mình đang vào bên trong thử một cái map. Và cái map này là đang gọi là về một cái map gọi là trốn thổi em bé quái vật đó. Ok. Ghê chưa, em bé quái vật luôn nha các bạn ơi. Cái mặt của nó kìa, cái mặt của nó kênh dễ sợ luôn á. Quái vật vậy đó. Bây giờ là Kai sẽ coi là chơi thử cái game này của chúng ta là game nó có mượt hay không nha các bạn. Mình rồi. Hiện tại mà thử đang khá là mượt rồi đó. Mượt không, mượt không? Mượt, trời, tính ra mấy hôm bữa mình quay clip với Kai, Kai nói gì ta, mệt mỏi mình quá trời luôn rồi vì là game Kai lắc quá à. Mỗi lần quay clip Roblox với Kai mình mệt lắm các bạn ơi. Ê mà sao cái nhân vật Kai cao hơn bạn này dữ vậy? Trời các bạn ơi, nhìn cái nhân vật của mình đúng to luôn á, thề luôn. Rồi, okay. Sau đó đi xuống. Rồi, ủa đây đi đâu vậy ta? Ở đây là bây giờ mình đi đâu vậy? Sau lưng không kìa, cái cửa ta đụng vậy không thấy hả? Tại Kai nghĩ là cái cửa này là nó đâu có cho mình ra dễ dàng vậy đâu. Được mà, trời ơi. Ê mà cái chỗ này rộng nha, chứ nhà em bé bự dữ vậy. Nhà em bé này là chắc cũng phải gọi là gì ta, mấy chục em bé trong đây. Chưa sao, ui bé khủng lồ kìa. Trời ơi, các bạn nhìn u mà hên quá, hên quá, cái này chỉ là bức tượng thôi nha. Mình cứ tưởng là nó nhìn theo mình á là nhìn nó hơi bị kinh dị luôn á. Rồi chúng ta nhảy qua đây nha cả nhà mình ơi. Rồi, okay, nhảy okay. Qua bên đây rồi sau đó là chà, chúng ta chuyên nghiệp giữa ta, nãy giờ mình thấy cây roi mình chưa rớt xuống các bạn ơi. Ôi bây giờ Kai cảm giác mình chơi game hay hơn hay sao á. Vậy hả, thiệt không, thiệt không? Chơi game hay hơn á, từ ngày mà Roblox nó hết lỗi là tôi thấy là tôi chơi game có vẻ hay hơn các bạn ơi. Rồi đi thẳng đi thẳng. Bữa nay giờ mặt trời hả? Mặt trời mặt trăng đó. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi qua hay dần lâu. Hát xong rồi tự gớt luôn. Leo lên được không? Leo lên được không? Trời ơi, không có leo lên được. Này thì hát nè, không lo tập trung chơi game, ngồi hát hát đó. Rồi đó, quay trở lại liền rồi. Ôi, tính ngay là game nó lag nhanh nha. Đúng rồi, nhanh mà. Ôi, tự nhiên mình cảm giác như kiểu giống như là cái đợt mà bị lỗi vừa rồi nó là một cái đợt gọi là gì ta, update cập nhật hay sao á, mà giờ tiếng cái thấy mọi thứ nó mượt dễ sợ luôn á. Chắc là nó đang update gì đó, nhưng mà nó update ngay server Việt Nam. Sống nút dữ vậy à? Hả? Ủa ai biết đâu, cái này cái này là nhảy qua cái này, cái tưởng đâu là mình rồi, đi. Trời ơi, coi chừng nó rớt kìa, thấy trời không? Trời, tôi tưởng đâu tôi đưa được đi cái dây. Rồi sao đó. Hay quá à. Trời ơi. Ê cái chân của em bé nè các bạn ơi. Trời ơi, nó bự quá à. Trời ơi, con quái vật này mà gặp mình chắc nó đè bẹp mình luôn á các bạn ơi. Chứ còn gì nữa, con rồi. Này là không có được để cho nó gọi là bắt được tụi mình nha. Đẻ trứng ghê lắm. Ok. Ủa. Ok. Rồi đó. Ủa. Ông bự. Nhân vật bự quá vui quá không được. Ủa thôi ảo ma dưới trời. Trời giỡn à. Trời ơi giỡn á trời. Đừng có giỡn với mình nha, mình tưởng nó mình không vô được là mình sốc á các bạn. Tại vì ủa nhân vật bự đi kệ người ta chứ. Ok. Nó đang ngủ đó. Bây giờ là có đứa bé đây nha các bạn. Nó khóc oe oe tới cùng chị. Ai trời. Dạ. Tự nhiên Kai mới thấy gọi là mặt đất nó gì. Ủa nó dậy rồi kìa, chạy đi Kai ơi. Ủa? Ủa? Không được đi thẳng qua. Không, đừng có đứng gần em bé được. Đây, Kai đi bằng cái đường này đi cho nó an toàn. Rồi đó, bạn đụng mình thử cái bạn. Trời, có chừng nó vậy đó nha. Nó ngủ mà nó, cái đầu của nó gật lên, gật xuống, gật lên, gật xuống vậy đó các bạn ơi. Coi, đứa bé sao rồi? Ôi, nó ngủ luôn rồi. Nó ngủ rồi bạn ơi. Rồi bây giờ sau khi mà bây giờ em bé đang ngủ rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra khỏi đây thôi nào. Cái này giống kiểu là ngôi nhà cho em bé khổng lồ với mọi người, cho mình thấy cái gì nó cũng to, con gấu kìa. Trời, con gấu nó to dữ vậy trời, nó to to hơn tôi lưới bạn, to gần bằng cái tòa nhà Roblox của tôi luôn á. Rồi sau khi mà mình qua khỏi chỗ này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đây. Chúng ta sẽ đi đâu? Đi tới đây là đi tới đây. Ok rồi, ok. Ủa mà cái đèn đỏ này là gì đây, nó có phải là một cái nút bấm cái nút vô. Nó mở cửa. Đây coi đi được không nha. Đi được. Tưởng là Kai bự quá, chỉnh nhân vật eo như Kai có chỉnh nhân vật bự lên đúng không? Trời, cái đầu em bé các bạn ơi. Ui, rồi xong bé nút mình vô luôn nè. Trời ơi, sao ghê như vậy. Rồi xong luôn mấy bạn à. Bây giờ là đứa bé này nó đã nuốt bọn mình vào bên trong gọi là cái cơ thể của nó rồi. Sao?
Rồi sao thoát đi, nó nuốt mình vô rồi. Ê mà đứa bé này nó được gọi là gì ta, được cài gọi là cái bẫy trong đây sao? Mà sao trong bụng của em bé cũng có cái bẫy gì? Vậy là có khi bé này là bé quái vật, nó ăn lum la luôn này, thấy không? Nó ăn đồ chơi luôn. Trời ơi. Cái đồ, cái chỗ này là Kai có thể tưởng tượng ra được là cái vòm họng của em bé đó. Trời đất ơi, cái này em bé vậy này, quái vật cho em bé vậy. Cái này là giống như cái lưỡi nè. Trời ơi. Nuốt cái bông luôn hả? Trời ơi, bé này nó dữ quá các bạn ơi. Đúng là con bé robot rồi, không phải mấy con người nữa. Trời ơi, tội nghiệp bé có bông quá. Trời nghiệp... trong người có hệ thống bẫy luôn rồi. Oh my god. Cái này là ai cài giùm em vậy em, hay là em ăn vô sau đó là tự nhiên nó sinh ra? Ui. Trời ơi, nguyên cục đệm luôn. Nấp vô. Thẳng tiếp được không? Không, nấp đi. Đó. Oh. Cục xanh xanh kia ghê lắm. Cục xanh xanh này là mình phải từ từ nha. Phải gọi là kiên nhẫn các bạn. Nếu mà mình không kiên nhẫn là coi như là mình hẻo luôn đó. Rồi. Rồi nấp vô. Trời ơi, cục xanh này là cục gì ta? Dạ cục ghi mũi hả? Thấy gì vậy? Chạy nhanh, chạy quá nhanh, chạy quá. Mũi xương nè, rồi tới phần xương của bé rồi. Nhìn nó, hờn quá. Rồi. Ủa xương trang chỉ như đồ chơi vậy. Ồ, thì ra đây với là cái cục xương, cái này là cái xương sườn của em bé rồi đúng không? Đó là cái xương lưng đó. Ừ, đó. Không biết là giờ Kai đang nhảy lên xương em bé rồi, giờ xương em bé đang... Em bé sẽ kiểu... Ây da! Ây da! Không, thì không có đâu. Bé này quái vật lắm, nó không biết đâu đâu. Trời. Nó sẽ kiểu như là ủa cái gì trong bụng nó về. Trời ơi, trong người bé này sản xuất đồ ăn nữa hả? Ủa cái này là gì vậy? Nước uống. Ủa, nước uống này hả? Nước uống acid. Trời ơi. Đụng vô cái này là đai nha. Oh my god. Rồi, nhảy qua đơn giản. Ê, gì để ý là nãy giờ là cái tỷ lệ mà mình gớt xuống nó thấp bả chuối luôn các bạn. Đúng rồi, vậy chứng tỏ cái đồ á. Ừ, cái chê mà, cái biết cái chê mà. Cái là thắng mà đấy. Rồi. Rồi ok, ngồi dưới đây. À, hiểu rồi. Thả cái này xuống. Ồ, trời mấy này giống cái cọng hành á. Giống cọng hành lắm luôn á. Rồi nha, không biết cái này mình chơi ăn gian được không ta? Được. Rồi sau đó mình qua đây mình lấy, mình nhảy qua đây. Rồi ok. Mình đi okay. Qua đây. Rồi qua đây rồi vô đây rồi cùng chơi toán hình nữa hả? Giờ với vật lý lộn. Ôi nhảy. À nhảy lên được, nhảy lên được. Ôi rồi, vậy là ok. Vậy là ôi. Sáng màu luôn hả? Búp chì màu nè các bạn ơi. Rồi xong bé nuốt hết dụng cụ trong người vậy. Ôi. Ui vậy? Ủa sao cái chỗ này giống như cái chỗ mà vườn cây thiên nhiên của bà Mui vậy? Rồi bây giờ trời ơi, Kai đi qua chỗ này có thể... Ui dưới cái tầng lava luôn nè. Trời ơi, trong người con bé này ghê quá các bạn ơi. Nó ăn uống cái gì mà bây giờ là... Ôi trời ơi, nhìn kìa toàn cây lava. Ê, thấy có đầu đứa bé nào không? Đứa bé kìa. Trong đứa bé có đứa bé. Không, sự nghĩ chắc mình đi ra rồi đó, thế giới khác rồi. À, thế giới khác hả? Trời ơi, sao Kai nhảy nút vậy? Trời ơi. Xin lỗi, tại vì... Ủa, sao Kai khóa suy ra rồi? Ủa, sao khóa suy ra vậy? Em biết đâu, không biết mà. Kai ơi, nhảy. Không biết sao tự nhiên nó vậy luôn á. Rồi đó, trời tiên tôi... À, Kai vừa rớt xuống lava, tôi khóa suy ra luôn. Ý sao? Hợp lý. Trời ơi. Có chừng mọi con bé đâu nhét bút chì màu vô cái lỗ mũi đó. Trời ơi. Oh my god, Kai nghĩ là bây giờ là chúng ta cũng đã đến được cái thời điểm mà phải gọi là chiến đấu với em bé rồi các bạn ơi. Boss hả? Cái gì vậy? Ôi. Đúng không? Đánh boss đúng không? Xung quanh thử coi. À! Cái tiêu diệt mấy đứa bé nè. À, một đứa, hai đứa. Rồi. Đó, ba đứa, mình không có đánh cái con to nhất nha các bạn, mà bây giờ mình sẽ đánh mấy cái con bé bé này nè, bốn đứa. Ơi, tổng hợp nhận đứa này, trẻ robot luôn. Đó, nè. Cái chuẩn sơ lưng nha. Đây là chúng nè. Ủa. Có chuẩn sơ lưng. Chúng nè. Đó, chuẩn sơ lưng à. Chúng nè. Chúng nè, bắn phát nào chúng phát đó, tuy là có. Trời ơi, nó nhảy. Nhảy á mày. Nhảy nhé em nhảy vậy là em sai rồi. Tăng. Em đừng có tăng trước mặt anh, hiểu không? Rồi, trời ơi, sao em bé đâu mà sản xuất nhiều như vậy, tôi biết mà, đấy vậy em bé bình thường, bé robot các bạn ơi. Ê mà tính ra là bây giờ Kai bắn thêm mấy em bé nữa là mấy em bé này đai hết trơn luôn. Đúng rồi. Vô, cái nhìn kính thử ơi. Sợ chưa? Sợ rồi, mẹ biến mất rồi. Trời ơi, quá là dễ luôn. Gung liền cái chứ, rồi. Ủa sao nó cho mình đi nhanh hơn xíu được không? Đi chậm chạp quá à. Ờ, đi chậm được á. Ok, đi thẳng đi coi. Rồi, ok. Ủa, vậy là mình thoát được khỏi đây chưa? Mùng trời bao la biến lớn. Thoát được chưa? Rồi đó. Anh biết đâu? Qua coi. Thoát chưa? Rồi bây giờ là nó cho mình lăn xuống đây rồi đúng không? Rồi. Ủa? Ủa đi xuống, cái phải đi bộ xuống. Trời ơi. Ủa cái này là nó bắt mình đi bộ hay là do nó bị lỗi game vậy ta? Trời ơi, vậy là nó cũng
nhưng mà nó cũng là bị lỗi cỡ 5% đó coi. Đúng rồi, nói chung là tuy là Roblox của chúng ta là bây giờ nó cũng đã khắc phục được khá khá rồi, nhưng mà nó vẫn sẽ có một số cái lỗi nhất thời nha. Không, cái đó có thể là mình nói vậy thôi, chứ thật ra là cái map này nó bắt mình phải đi bộ đó. Ồ, vậy hả? Ồ, tôi thấy được biểu tượng chiến thắng rồi các bạn ơi. Tôi thấy cây ở đầu kia các bạn ơi, có cây rơm phiên bản to đùng năng nhảy các bạn ơi. Rồi. Tôi nhảy luôn hả? Ông nhảy lên coi. Đùa hả? Trời đất ơi. Ông núp gì luôn hả? Rồi. Đi thôi. Xách ba lô và đi, đừng lo gì. Yeah. Ok, và bây giờ là cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua được cái map này rồi các bạn ơi. Đó, các bạn có thể thấy được là bây giờ Roblox của mình thôi nha. Mình đang nói của mình thôi nha. Mình cũng không biết là mọi người đã hết lỗi hay chưa, nhưng mà Roblox của mình đã hết lỗi rồi. Và chắc chắn là bây giờ mình sẽ cố gắng quay thêm nhiều video Roblox nữa cho các bạn xem nha. Ok, và trước khi kết thúc video này thì các bạn đừng quên là hãy giúp cho video này của tôi đạt được 5.000 like. Có 3 giây cuối để thực hiện điều này. 3, 2, 1. Ok, còn nếu mà bạn nào mà đã hết lỗi rồi thì đừng quên bình luận bên dưới nha. Còn nếu mà bạn nào vẫn còn lỗi thì thì ráng chờ thôi chứ biết sao giờ. Nói chung là các bạn an tâm, hiện tại là Roblox ở Việt Nam các bạn đang trở lại dần rồi, nên kể cả lỗi thì cũng sẽ sắp có thôi, nên yes. Các bạn an tâm nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace. Peace.